Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Lập trình cùng Quỹ Dario. Chúng ta sẽ tiếp tục các bài học liên quan đến lập trình Scratch cơ bản. Ở tiết học thứ tư này, chúng ta sẽ học về vòng lập trong Scratch. Đầu tiên, ta đến với phần sửa bài tập. Chúng ta sẽ sửa bài tập vẽ hình lục giác đều có 6 cạnh. Đối với hình lục giác đều thì để vẽ được hình này thì nhân vật chú mèo cũng thực hiện hoạt động là di chuyển với một số bước nào đó, sau đó xoay một góc như thế này. Nhưng góc đó bằng bao nhiêu thì chúng ta hãy xét đến tính chất của hình lục giác đều, là mỗi góc của hình lục giác đều có giá trị là 120 độ. Như vậy chúng ta có thể suy ra góc mà chú mèo cần phải xoay sẽ bằng 60 độ. Vậy thì chúng ta sẽ cần đến các câu lệnh như là di chuyển nè, xoay 60 độ nè, và thực hiện các hoạt động này là 6 lần thì sẽ vẽ hình được hình lục giác đều. Dựa trên ý tưởng đó thì bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho chú mèo hoạt động để vẽ được hình lục giác đều. Đầu tiên chúng ta sẽ kéo cái sự kiện nhấn vào lá cờ ra. Sau đó vào nhóm lệnh bút vẽ, chúng ta sẽ kéo các câu lệnh vẽ hình ra. Đầu tiên là câu lệnh xóa màn hình, tức là nó sẽ xóa các hình vẽ trước đó. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn bút màu. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một màu nào đó tùy thích. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gắn cái câu lệnh bắt đầu vẽ. Lúc này chúng ta sẽ bắt đầu viết câu lệnh chuyển động cho chú mèo này. Thì đầu tiên chú mèo vẫn di chuyển với một số bước nào đó, chúng ta cho 100 bước. Rồi tiếp theo là câu lệnh xoay góc 60 độ về phía bên phải, hồi nãy chúng ta đã nghiên cứu rồi. Và để thấy được hiệu ứng chuyển động thì nên cho lệnh chờ 1 giây sau khi di chuyển và lệnh chờ 1 giây sau khi xoay góc 60 độ. Và đối với hình lục giác thì chúng ta sẽ thực hiện cái hoạt động này 6 lần, đúng không? Rồi vậy chúng ta sẽ nhân bản nó. Gắn vào thì chúng ta được 2 lần. Ta nhân bản thêm 1 lần nữa thì sẽ thành 4. Nhân bản thêm 1 lần nữa sẽ thành 6. Bây giờ chúng ta sẽ gáp nó lại với nhau. Câu lệnh bây giờ đã trở nên khá là dài dòng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gắn cái lệnh ngừng vẽ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nháy vào lá cờ để xem chú mèo có vẽ được hình lục giác hay không. Rồi chú mèo đang di chuyển và mỗi đoạn đường mà nó đi qua đều để lại là nét vẽ. Và sau cùng chúng ta đã có được một hình lục giác màu đỏ. Chúng ta sang phần thứ hai, giới thiệu vòng lập. Như trong chương trình trên, chúng ta thấy rằng để vẽ được hình lục giác thì chương trình phải lặp đi lặp lại một nhóm các câu lệnh tới 6 lần. Mặc dù chương trình này đơn giản và dễ hiểu, tuy nhiên nó lại rất là dài. Bây giờ giả sử chúng ta muốn thay đổi thông số thì cũng mất rất là nhiều thời gian. Giả sử chúng ta muốn sửa cho nhân vật di chuyển 200 bước thay vì 100 bước thì lúc này chúng ta phải sửa tới 6 lần, tại vì có tới 6 câu lệnh di chuyển 100 bước lận. Để cho người dùng dễ dàng lập trình thì Scratch cung cấp câu lệnh lập, và câu lệnh lập này nó nằm trong nhóm các câu lệnh điều khiển và nó có màu vàng. Mặc định thì nó có 10 lần lập, tuy nhiên chúng ta có thể thay đổi sửa đổi bằng bao nhiêu thì tùy thích. Thay vì chúng ta cần đến 6 nhóm câu lệnh thì chúng ta chỉ cần một nhóm thôi, một nhóm gồm một câu lệnh di chuyển 100 bước, chờ 1 giây, xoay phải 60 độ, chờ 1 giây. Và chúng ta gắn nhóm này vào trong vòng lập và sau đó sửa số lại, sửa số 10 thành số 6. Thì như vậy chương trình đã trở nên ngắn hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại chương trình khi nãy bằng cách là chúng ta sẽ gắn các khối lệnh này trong vòng lập. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa. Như khi nãy chúng ta không cần nhiều câu lệnh như vậy đâu, chúng ta chỉ cần một nhóm 4 câu lệnh thôi. Cụ thể là 4 câu lệnh là di chuyển 100 bước, chờ 1 giây, xoay phải 60 độ và chờ 1 giây. Và chúng ta gắn thêm vòng lập vào nó. Đây chúng ta vào nhóm câu lệnh điều khiển. Đây có câu lệnh là lặp lại 10 lần, chúng ta kéo ra. Sau đó sửa số 10 thành số 6. Rồi chúng ta gắn 4 câu lệnh này vào trong vòng lập. Và sau đó gắn trở lại vào trong chương trình, gắn câu lệnh ngừng vẽ vào cuối. Rồi khối này thì chúng ta bỏ đi, chúng ta không dùng đến nó nữa.
Rồi bây giờ ta sẽ nháy vào lá cờ để xem nó có vẽ được hình lục giác hay không. Và chúng ta thấy là nó y chang như chương trình khi nãy, chỉ có điều là bây giờ nó đã ngắn gọn hơn rất là nhiều, rất là ngắn. Bây giờ chúng ta cũng có thể dễ dàng sửa đổi thông số luôn. Ví dụ chúng ta sửa cho nhân vật thay vì di chuyển 100 bước, chúng ta cho 150 bước cho nó dài một chút để xem nó có vẽ được hình lục giác lớn hơn hay không. Chúng ta nhấn vào lá cờ. Rồi, bây giờ nó đã vẽ được hình lục giác. Và hình lục giác lúc này nó đã lớn hơn. Rồi chúng ta thấy rằng đối với những câu lệnh trong vòng lập á, thì chúng ta rất là dễ dàng thay đổi thông số. Thay vì phải sửa đổi từng câu lệnh giống như chương trình khi nãy thì rất là mất nhiều thời gian. Bây giờ chúng ta dễ dàng sửa và thời gian nó không mất nhiều như vậy. Sang phần 3, chúng ta sẽ làm một số bài tập. Bài thứ nhất, chúng ta sẽ viết chương trình vẽ hình vuông có sử dụng câu lệnh lập. Về bài tập vẽ hình vuông thì chúng ta đã làm rồi, tuy nhiên chúng ta không có sử dụng vòng lập. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại chương trình này và có sử dụng vòng lập. Thì đầu tiên chúng ta kéo khối lệnh khi nhấn vào lá cờ ra, sử dụng các câu lệnh đặt bút vẽ quen thuộc như là đầu tiên là xóa nè, chọn bút màu nè, bắt đầu vẽ nè. Rồi lúc này chúng ta sẽ tiến hành viết các lệnh cho chú mèo chuyển động theo hình vuông. Thì chúng ta đã biết rồi, sử dụng câu lệnh di chuyển 100 bước, lệnh xoay về bên phải 90 độ. Để thấy được hiệu ứng chuyển động của nó thì chúng ta cho thêm lệnh chờ 1 giây sau khi di chuyển, chờ 1 giây sau khi xoay 90 độ. Và đây chỉ mới hoàn thành một cạnh của hình vuông thôi. Để hoàn thành được 4 cạnh thì chúng ta cho nó lặp lại 4 lần. Chúng ta kéo câu lệnh lặp lại và gắn vào, sửa số 10 này thành số 4 và sau đó gắn vào chương trình. Rồi cuối cùng chúng ta gắn câu lệnh ngừng vẽ cho nó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nháy vào lá cờ để xem chương trình có hoạt động hay không. Rồi lúc này nó đã vẽ được một hình vuông. Tiếp theo ta làm bài tập số 2, viết chương trình vẽ hình tam giác có sử dụng vòng lập. Về chương trình vẽ hình tam giác thì chúng ta cũng đã làm rồi, tuy nhiên lúc đó cũng không có sử dụng vòng lập. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái chương trình vẽ hình vuông khi nãy, chúng ta sẽ sửa lại sao cho nó vẽ được hình tam giác. Rồi đầu tiên là đối với hình tam giác thì chú mèo sẽ di chuyển đúng là 100 bước giống vẽ hình vuông vậy đó. Tuy nhiên góc quay của nó là 120 độ, chúng ta đã biết hồi tiết trước rồi. Và nó không có lặp lại 4 lần, chỉ lặp lại 3 lần thôi. Tại vì tam giác có 3 cạnh cho nên lặp lại 3 lần. Rồi xong. Bây giờ chọn màu khác để cho nó dễ nhìn hơn ha. Rồi bây giờ ta sẽ nháy vào lá cờ để xem nó có hoạt động được hay không. Rồi chúng ta thấy chú mèo đã vẽ xong một hình tam giác. Bài tập số 3, chúng ta sẽ xem và nghiên cứu một chương trình mẫu. Phần này chúng ta chỉ xem và nghiên cứu thôi, sau đó chúng ta sẽ viết lại chương trình y chang như chương trình mẫu của người ta. Và đây chúng ta đang xem một chương trình cũng hơi khá phức tạp một chút xíu. Chương trình vẽ 6 hình tam giác và các câu lệnh của nó cũng không có dài lắm. Chúng ta hãy xem coi có các câu lệnh nào nhé. Chúng ta hãy để ý đến khu vực được đánh dấu màu đỏ đó. Chúng ta thấy có vòng lặp 3 lần. Trong đó có các câu lệnh là di chuyển 100 bước, chờ 1 giây, xoay góc 120 độ, chờ 1 giây. Và đây chắc chắn là đoạn chương trình dùng để vẽ hình tam giác, vẽ một hình tam giác thôi. Nhưng ở bên ngoài nó chúng ta thấy có một vòng lặp 6 lần. Một vòng lặp 6 lần và đây là vòng lặp dùng để vẽ 6 hình tam giác. 6 hình tam giác. Chúng ta thấy mỗi hình tam giác nó sẽ lệch nhau một góc là 60 độ. Chủ yếu là để cho các hình này không bị chồng lấn lên nhau. Sau khi vẽ xong một hình tam giác thì nó sẽ xoay góc 60 độ. Vẽ xong thì nó sẽ xoay góc 60 độ tiếp. Cứ như thế thì sau khi 6 vòng lặp này kết thúc thì nó sẽ vẽ được 6 hình tam giác. Chúng ta thấy ở đây có xuất hiện một câu lệnh mới. Câu lệnh đặt kích thước bằng 30%. Và câu lệnh này có chức năng đặt kích thước cho nhân vật. Chúng ta để giá trị phần trăm càng lớn thì nhân vật càng lớn, giá trị phần trăm càng nhỏ thì nhân vật càng nhỏ. Và lệnh này nó nằm trong nhóm lệnh là điệu bộ.
nó có màu xanh hơi đậm một chút. Tiếp theo phần luyện tập, phần này các bạn sẽ tự tìm kiếm những chương trình vẽ hình trên mạng để tham khảo, sau đó tự thực hiện lại bằng cách là quan sát các màu của các câu lệnh. Phần cuối cùng, luyện tập nâng cao. Ở phần này chúng ta sẽ học cách vẽ một hoa văn nào đó bằng vòng lặp. Ở phần này chúng ta sẽ học cách vẽ một hoa văn đẹp. Để có những hoa văn phong phú đa dạng đẹp mắt thì chúng ta phải cần đến những biến số để lưu giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ học cách khai báo một biến số trước cái đã. Chúng ta sẽ vào nhóm lệnh dữ liệu, chọn cái nút tạo biến số. Sau đó chúng ta sẽ đặt tên biến số vào ô này. Ví dụ chúng ta cần tạo biến y đi. Sau đó nhấn OK thì ngay lập tức biến y sẽ được tạo ra, và các khối lệnh liên quan như là lệnh đặt y bằng một giá trị nào đó, lệnh thay đổi y bởi một giá trị nào đó, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành viết chương trình. Chúng ta sẽ kéo cái sự kiện khi nhấn vào lá cờ ra, gắn các câu lệnh vẽ hình quen thuộc như là lệnh xóa nè, lệnh chọn bút màu. Bây giờ chúng ta chọn màu xanh dương đi. Rồi gắn thêm lệnh bắt đầu vẽ. Rồi ban đầu chúng ta sẽ cài đặt dữ liệu của biến y là 1. Đó, ban đầu chúng ta sẽ cho giá trị là y là 1. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thêm một vòng lặp. Để vẽ những hoa văn phức tạp thì cần đến những thao tác khác nhau, đòi hỏi nhiều vòng lặp. Bây giờ chúng ta sẽ làm một vòng lặp 200 lần đi. Rồi tiếp theo sẽ cho con mèo nó di chuyển với một số bước nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ cho con mèo di chuyển không cố định là bao nhiêu bước, mà nó sẽ phụ thuộc vào cái biến y. Đó, chúng ta sẽ vào dữ liệu kéo cái biến y này ra, gắn vào ở chỗ số bước. Rồi, như vậy là y có giá trị bằng bao nhiêu thì nhân vật sẽ di chuyển với bấy nhiêu bước. Rồi chúng ta gắn vào vòng lặp. Rồi sau mỗi lần di chuyển chúng ta sẽ thay biến y, chúng ta sẽ tăng biến y lên. Ví dụ chúng ta sẽ tăng biến y lên là 1. Tức là sau khi di chuyển với y bước thì lần tiếp theo y nó sẽ tăng lên thêm 1. Ví dụ từ 1, 2, 3, 4, 5 cứ thế nó tăng lên liên tục. Rồi bây giờ để có những hoa văn thì nhân vật sẽ phải xoay góc khác nhau. Bây giờ giả sử chúng ta cho nó xoay một góc nào đó. Chúng ta không vẽ hình vuông cũng không vẽ hình tam giác đâu. Chúng ta cho nó một góc bất kỳ đi. Ví dụ 122 độ. Rồi gắn vào đây. Rồi vậy là sao mỗi lần di chuyển với y bước thì y nó sẽ tăng lên một lượng là 1. Và sau đó chú mèo sẽ xoay góc là 122 độ. Và sau đó cứ thực hiện như thế tới 200 lần. Và lưu ý là biến y nó sẽ tăng lên, phải không? Biến y nó sẽ tăng lên. Rồi cuối cùng là lệnh ngừng vẽ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào lá cờ để xem nhân vật chú mèo này sẽ vẽ được hình gì. Đó, chúng ta thấy là nó vẽ những hoa văn khác nhau. Đó, sau mỗi lần di chuyển thì y nó sẽ tăng lên. Do đó chúng ta sẽ có những hình từ nhỏ đến lớn. Hình này không phải là hình tam giác đâu, tại vì góc quay của nó đâu bằng 120 độ. Đó, và vấn đề là cái hình này nó vẽ liên tục, cho nên chúng ta thấy nó giống như là một hoa văn nào đó rất là đẹp mắt. Qua phần luyện tập trên thì các bạn có thể dựa vào đó để tự tạo ra những hoa văn đẹp mắt của riêng mình. Ví dụ các bạn có thể thay đổi thông số cho vòng lặp, thay đổi giá trị chuyển động của nhân vật, thay đổi góc quay của nhân vật, ví dụ cho nó xoay ít hơn hoặc là nhiều hơn. Lúc đó chúng ta có thể tạo ra được những hoa văn khác nhau. Chúc các bạn có được những hình vẽ đẹp mắt của riêng mình. Tổng kết lại, sau bài học này chúng ta cần nắm vững những kiến thức như sau. Thứ nhất là chúng ta hiểu được nguyên lý hoạt động của vòng lặp trong Scratch. Thứ hai là biết được câu lệnh đặt kích thước cho nhân vật. Từ đó chúng ta có thể chỉnh nhân vật với kích thước lớn nhỏ tùy ý. Chúng ta biết được cách khai báo biến số trong Scratch và sử dụng biến số đó để lập trình. Và cuối cùng là chúng ta có khả năng vận dụng các kiến thức để vẽ các hình phức tạp trong Scratch. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau.